Hiện tại thì mình đứng trước ngôi nhà của anh Tuấn ở Bản Đôm mọi người nhá. Ngôi nhà này là ngôi nhà khách của đại lý Ký Tinh Thánh ở Châu Phong mọi người này. Thì hôm nay bên mình là đi giáo sơn cho đại lý Tài Công Tinh luôn mọi người nhá. Mặc dù thì trời mưa nhưng bên mình vẫn đi giáo kịp thời để cho đội thợ làm vào ngay trời nắng mọi người nhá. Đây là sơn, dòng sơn lót ngoài và sơn bóng mơ của ngoài. Đây là ngôi nhà ổng của anh Tuấn ở Bản Đôm mọi người này. Mình sẽ review ngôi nhà cho các bạn xem nhé. Đây là gian khách mọi người này. Chào anh thợ. Đây là phòng ngủ mọi người này. Hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, bốn phòng ngủ. Và trong này là công trình phụ khép kín mọi người nhé. Đây là chỗ khu vực nấu ăn. Và đây là cái dàn ngang này, có thể ngồi ăn uống đấy luôn. Ngôi nhà này thì lập tốn và đóng tân mọi người nhé. Đây hôm 6/6 mình sẽ quay review lại cho các bạn xem ngôi nhà này, mặc áo của dòng sơn Kisona như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.